Xin chào các bạn nhé. Hôm nay là mình thử làm liều lần đầu xem nó có được không. Đây là cái cành hoa giấy mình dâm. Cành hoa giấy nó dài độ khoảng xem là mấy hàng gạch. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hàng gạch. 6, 4, 24, 2 mét rưỡi. Cành hoa giấy khoảng 2 mét rưỡi mình đã dâm nhé. Dâm nó sống và nó lên rất là tốt, nó mọc dễ bao nhiêu này. Đấy, cho các bạn xem. Đây là cái vết cắt nhá. Vết cắt cành lúc dâm này. Đấy. Đây là rễ này. Rễ đầy hết. Thì hôm nay mình bắt đầu tiến hành mình đánh, mình trồng. Và kết hợp là mình ghép luôn bạn. Đây là cái cây kim huế. Đấy nhá, đấy những cái cành non nó gọt này. Đấy, chiều mình sẽ ghép nhé. Chiều mình sẽ ghép ở đây. Mình ghép ghép sắc pháo thôi. Ghép sắc pháo màu cho nó rực. Mùa hè cho nó rực. Đấy, chiều nay mình ghép mình sẽ tiếp tục. Bây giờ mình mới đánh lên cho mình để phơi. Phơi cho nó quắt cái rễ lại. Quắt cái gốc lại. Đấy, giờ mình sẽ tiến hành ghép nhé, ghép cái đây là tim huế, mình ghép xác pháo, ghép xác pháo vào cái cây tim huế này nhá. Quay trong được trước cháu khá hết đi, đến không bố nó gì nữa là ổ nữa, mua bố nó mua cho gói cho nó về trong. Cái con trước cái trả giò già mình trước thì ăn ngon quá. Lần đầu tiên mình thử ghép ghép cây mình vừa mới đánh lên để trồng. Đấy.
Đấy, biết cắt này, sắc bén. Cầu mong cho nó dính các bạn, dán cho nó dính. Cái này nó mềm, mềm cho nên là mình lại mềm lấy nữa sao làm. Đấy, cho nó đấy, cho nó đúng mịn. Mình ghép vào chiều tối nhé, ghép vào chiều tối cho nó dính. Hy vọng là nó dính được. Rồi dừng đi. Xong rồi. Kéo ra. Nắng quá. Ngồi cái chỗ. Không có mưa có gió gì. Rồi không thở. Không đứng quay xa nè, con đứng đứng đứng. Đấy, ghép này. Đấy, cái thân này. Ghép mình trồng này. Đấy. Hai mắt khả năng là đều sống các bạn. Đây cái mắt dưới nhá. Cái mắt bên này nó hỏng rồi. Mình mới buộc lại cái dây. Đây là cái mầm. Mầm của tím Huế nhá. Vặt bỏ đi. Mầm tím Huế này vặt bỏ đi. Ở đây các bạn nhìn đây. Đấy. Đây là cảnh sắc pháo nhá, cảnh sắc pháo đã bắt đầu có lộc rồi nhá. Đấy. Sau một lâu phết đấy các bạn, sau phải hàng tháng trời ấy. Chả hiểu hay là mình ghép phải cái hai cái mầm nó ngủ. Đấy, sáng tháng trời này nó mới bật này.
Đấy, tầm này bật thì chắc chắn rồi nhá, chắc chắn đạt rồi các bạn nhé. Đó. Quay sát lại cái mầm các bạn xem. Đó. Đó, sắc pháo nhá.